cha-cha, come on. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng động. Em cho tôi mê, em cho tôi say à, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, à, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng động. Em cho tôi mê, em cho tôi say à, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Đang có em chiều nay mà đã nhớ em ngày mai, yêu nhau ngất ngây đêm nay à trọn kiếp. Đang có em chiều nay à, mà đã nhớ em ngày mai, yêu nhau ngất ngây đêm nay trọn kiếp mãi không hề phai. Yêu em anh mãi yêu em, dù mãi đây tình có hết. Yêu em anh mãi yêu em, dù có cách xa một đời. Hết. Anh nhớ em từng phút, sẽ hơn bao giờ hết. Anh cần em đến, sẽ hơn bao giờ hết. Anh yêu em, sẽ hơn bao giờ hết. Hơn hết những gì anh có trên đời này. Đang có em chiều nay mà đã nhớ em ngày mai, yêu nhau ngất ngây đêm nay trọn kiếp mãi không hề phai. Yêu em anh mãi yêu em, dù mãi đây tình có hết. Yêu em anh mãi yêu em, dù có cách xa một đời. Hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút. Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến. Sẽ hơn bao giờ hết, I love you. Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì anh có trên đời này. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay
đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Dành tặng cho ban nhạc Thiên Phú một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Rất tuyệt vời, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Và xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất là máu lửa đến từ ban nhạc Thiên Phú, đặc biệt là với tay trống The Room thiên tài của chúng tôi. Và nếu như quý vị nào mà yêu thích anh trai thì chúng ta cứ lên mạng xã hội, đặc biệt là vào YouTube, chúng ta cứ gõ là The Room thiên tài hoặc là anh đánh trống tóc dài thì nó sẽ xuất hiện ra rất nhiều video của anh rất là máu lửa ha quý vị ha. Và sau khi chúng ta xem rồi hoặc là có yêu thích anh trai á thì chúng ta hãy nhấn vào cái nút đăng ký quý vị nha, để chúng ta tiện theo dõi những clip mới của anh gửi tặng cho quý khán giả luôn nha. Rồi, xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và liên tục chương trình ngay sau đây xin được mời tiếng hát của chú Dũng. Xin mời chú Dũng tiến bước về sân khấu và gửi tặng đến cho tất cả quý vị với ca khúc Róc Xuân Sang. Dạ rồi, xin mời chú Dũng tiến bước về sân khấu ạ. Rồi quý vị ơi, dành tặng cho chú Dũng một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Tôi kệ hát đi, chứ bây giờ sao giờ, thấy không? Chứ bây giờ ai cũng đòi hát thứ ba, thứ tư hết để chết MC làm sao, phải không? Hỏi quý vị chứ.